Hello, xin chào các bác nhé. Trên clip của này thì em lên cho bác một đôi nồi Hitachi này. Đấy. Con này Hitachi mã hiệu của nó này RZ đấy, MSG 10 nhá. Hai con này D, con này là cũng là RZ nhưng mà con này NS nhá, 10G nhá, 10G nhá. Đấy, hai con thì em đang chắc xôi rồi các bác này. Con này full phiếc này. Đây hết hơi các bác này. Đấy. Tắt này. Con này thì cũng xôi các bác nhá. Đấy. Dòng này các bác về mà nói chung là về các bác nấu cơm cũng được nhá, mà nhờ bác để kho cá ủ tỏi cũng được nhá, vì giá nó giá thành nó rất là hợp lý nhá, nó không có mắc thế nào cả. Đấy thì em lên con tay phải trước này, nhưng mà mặt này có hơi một tí này thì không vấn đề gì cả. Đấy, còn lại thành phách nó khá là đẹp nhá, trắng nút này. Con này này đó 005 nhá các bác này, Nihon C đây nhá, Nihon C tức là hàng gọi là made in Japan đấy. Để 205 này, ở đâu cái nó các bác là 2015 này, khá là đẹp. Đấy. Đây, để em cho các bác xem cái gioăng trước của nó này. Đây, gioăng trước của nó là khá là trắng nhá các bác nhá. Gioăng trắng này. Đấy. Sạch sẽ nhá. Đây sạch sẽ này. Đấy. À đây các bác nhá, đây cái này nó bị một tí này. Bị tí trên dòng này này, nứt nhá. Thực ra nứt này nó không ảnh hưởng nhá, đây nó còn lớp bên trong này, không ảnh hưởng gì việc nấu cơm nhá. Dòng này bao giờ nó cũng sẽ nứt. Em chắc chắn một điều với các bác là nó bị nứt nhá. Nhưng mà không vấn đề gì hết, bao ok cho bác dùng vài năm này, tay cầm chống nóng này. Đấy, nhưng em một tay em phải cầm này để lót dưới nhá. Đấy, xoong xiếc của nó là khá là ok các bác này, xoong còn đẹp nhá, về nấu cơm xoong rất nặng nhỉ, hai bên chống nóng nhá. Đấy thì con này em bán với giá con này nhá là 450 này, xoong xiếc của nó còn đẹp này. Đấy, 450. Đấy. Tiếp theo con thứ hai đây nhá. À đây, con thứ hai này, em cho các bác xem thử. Nhanu này. Còn rất là mấy nhá. Hiện giờ này. Chơi này. Uống này. Tắt này, chọn gạo này. Khá là ok nhá. Đấy, 450 này. Bác nào chốt hàng thì vào lòng liên hệ với em nhá, 0983 3297755 giúp em với. Đây con thứ hai đây. Con này hình thức cũng khá là ok này. Đấy. Con này là đời 2011 các bác nhé, cái dòng của Hitachi 2011 này, cũng đi không xe này. Cơm của này bao ngon cho các bác luôn đấy, kho cá ủ tỏi cũng rất là ok nhé. Do con này thì nó hơi có tí ngả vàng các bác này, hơi có tí ngả vàng nhé, bên đây có một tí sứt này. Nói chung là không vấn đề gì cả, nấu cơm vẫn ok hết. Đây đằng sau đây nhá, đấy, khá là ok. Đấy, em quay chi tiết từng góc cạnh một. Đây, đây cái xoong đây. Xoong hai bên cũng tay cầm chống nóng nhá. Đây các bác này, xoong xiếc của nó cũng khá là ok nhá. Đấy, nó chỉ có lốt rửa xoong thôi, không có vết chảy xước gì quá nhiều nhá. Đấy, hai bên chống nóng. Menu này. Đấy, khá là ok nhá. Tắt này, gọi gạo này. Tắt này. Tắt này. Đó. Thì con này em bán với giá là 420 nhá, do thì nó không không đấy thì lắm thì 400 nhá. 400. Bạn nào chốt hàng thì vào lòng liên hệ với em nhá, 0983 329755 giúp em với. Các bác xem clip của em thấy hay cho em xin một like, một chia sẻ lên kênh các bác nhá. Em chào các bác. Hẹn các clip tiếp theo ạ.